mình có thể so sánh một cái phiên bản là khác biệt ha. Đây phiên bản đời mới của mình, đây là cái phiên bản cũ mà các bạn đã từng xài ha. Mình đã từng bán linh kiện về các bạn ráp thì sẽ ra cái phiên bản cũ này ha. Nhìn nó sẽ, nó nguyên một đống này nè, nó mình gom vô nó sẽ ra lại được cái, nó sẽ ra được cái thùng này đó. Bo là mình tháo ra mình làm lợi, đây đang chuẩn bị làm lợi để giao. À, xin chào các bạn. Hôm nay shop điện tử Thái Nhân hay là shop công nghệ điện tử. Để giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ máy ấp trứng đảo tay. Tức là mình đảo bằng cái tay, mình lấy tay mình đảo. Thì các bạn đã thấy những mình có những cái sản phẩm làm. Lần trước mình đã có cái sản phẩm đảo tay rồi, nhưng mà mình ráp từ những cái hộp meca nhỏ lại rồi mới ghép 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 lại đó, nhìn nó xấu lắm. Thì theo yêu cầu của một số bạn thì các bạn không có biết ráp á, thì mình sẽ ráp sẵn cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm ra một cái bộ này, bộ này coi như là ráp sẵn cho các bạn. Khi mình bán ra thị trường thì mình sẽ ráp sẵn như thế này luôn cho các bạn đó. Là cái bộ kia là các bạn về bạn tự ráp thì nó hơi cực xíu, còn bộ này là bạn mua về nó sẽ y chang vậy ha. Gồm có cái hộp chuông đèn, dây điện 1,8 m, dây này là dây nhiệt dài 50 cm ha. Dây này 1,8 m nè, 50 cm nè, dây này là dài khoảng 50 cm, dây quạt nữa, nó vừa 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 đủ với cái thùng. Lát mình sẽ giới thiệu cái thùng ha. Đây là hai cái bóng đèn, bóng 40W. Đó, và các bạn mua về thì nó sẽ có bộ như vậy ha. Giá mình sẽ để ở phía dưới cái đường link vô cái website các bạn mua nha. Hoặc là các bạn gọi số điện thoại mình để trên cái tên của video á. Khi các bạn hỏi giá thì các bạn nhớ nói là cái bộ ráp sẵn nha. Tại giờ mình cũng chưa quyết định được cái giá nữa, mình đang mới làm cái bộ mẫu thôi. Đó, ráp sẵn là vậy. Về các bạn chỉ cần ịnh vô thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn đặt cái này vô cái thùng và kiểm tra nhiệt độ của nó. Mạch bên mình là mạch hàng loại 1, là mạch là ở đây là mình phân phối đi cho các cơ sở làm máy áp trứng, rồi sẵn mình rảnh mình làm mấy cái này bán lẻ lẻ cho các bạn luôn. Đây bây giờ mình sẽ qua bên cái thùng. Ở đây cái thùng mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn ha. Cái thùng này kích thước nó tầm khoảng này, 1 gang, 2 gang, gần gần 3 gang chiều dài, còn chiều bề ngắn nó là 1 gang, 2 gang ha. Tức là gần 3 gang và 2 gang. Cái này làm được khoét cái cửa ha. Mình sẽ vạch sẵn một cái ô chữ nhật hoặc ô vuông. Nếu như các bạn ấp trứng tùy theo các bạn muốn làm cái cửa lớn hay cửa nhỏ ha, các bạn gọt tới đâu cũng được. Rồi ở đây mình sẽ gọt một cái lỗ. Để cái hộp. Để cái hộp điều khiển vô. Trong thùng thì các bạn dùng một cây sắt để xiên để treo cái bóng đèn. Một cái khay nhựa. Phía dưới là mình phải rải một lớp chấu nha, để trứng nó được thoát nhiệt đều. Cái phần là một cái máy ấp mà nó đã ấp được rồi đó, thì mấy cái video trước, ví dụ như là cách rải chấu hay gì đó, là mấy cái video trước mình đã có làm cho các bạn rồi, các bạn coi lại cho mình nha. Bây giờ mình cắt cái một cái lỗ. Khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì mình sẽ để đó, các bạn ướm nó vô đây gần cái góc của phía dưới cái thùng, và mình cắt lấy dao dọc qua, lấy dao Thái Lan á, mình làm dấu vòng vòng rồi mình cắt đó. Cắt xong rồi các bạn sẽ lấy nó ra.
đây mình đã làm sẵn rồi. Còn lấy cái phần cắt ra, bạn bỏ cái quạt và cái phích đèn vào thôi. Mình cắt vừa thôi, đừng rộng quá, mình nhấn nó sẽ lọt vô nó xấu. Còn nếu lỡ rộng quá, rộng quá mình chim không có vấn đề gì đâu. Ngon gà. À, các bạn có đục lỗ nữa nha. Mình sẽ chia cái thùng này ra thành 4, 1 2 3 4, 4 lỗ ngang chia đều và 4 lỗ dọc chia đều, mình cứ vậy ha. 1 2 3 4, 4 đường xuống và 4 đường ngang. Và đồng thời cái phía đây cũng vậy. Để tạo cái sự lưu thông về không khí. Quạt thì chúng ta sẽ bắt ở ngay chỗ có lỗ mà chúng ta mới khoét cho nó hướng ra. Cái này là cái phần phía nãy mình gỡ ra từ đây nè. Các bạn sẽ làm dùng để làm cái chân để đỡ cái quạt, các bạn kê cái quạt lên nè. Rồi bạn lấy dây rút rút dính lại, cái này mình cắt cái miếng này nó nhỏ bớt một chút thôi. Cắt nó nhỏ bớt để dễ rút cái quạt. Đây. Bây giờ đó mình đã gắn cái bóng đèn lên ha. Các bạn để bóng đèn như thế này. Và phía dưới cái bóng đèn các bạn sẽ để một cái khay. Còn cái dây nhiệt mình sẽ để vào phần khoảng giữa thùng. Mình sẽ dùng một cái thanh kẽm nào đó cứng cứng á, mình cố định cho cái con nhiệt này nó đứng lên, đừng để cho nó nằm xuống nha, cho nó đứng lên. Tại vì ở đây bạn sẽ đổ một cái lớp trấu phía dưới nữa. Lớp trấu là tầm khoảng một lóng tay á, là thấp hơn cái phần chân này. Phần chân này thì mình mô phỏng mình để cho các bạn thôi ha. Các bạn dùng một cái dây kẽm, các bạn xỏ qua hai cái lỗ ở đây và các bạn xiên xuống dưới phía dưới cái đáy thùng bằng cột lại. À, ở trên cái đây nó có lỗ nè, có bốn lỗ nè đó, mình làm một cái móc cột dính lại, cột dính xuống hai cái hai bên, bên đây trong bên ngoài là dính cái quạt xuống. Rồi cái phần còn cái phần mạch này á là nó được cài đặt sẵn, các bạn chỉ cần cắm điện thôi. Khi các bạn cắm điện thì bóng đèn sẽ bật sáng ha. Và đồng hồ sẽ hiển thị nhiệt độ. Để mình xem. Nhiệt độ nó bây giờ là 31,7 độ. Mình sẽ đẩy cái nắp lại. Mình sẽ tạm ngừng video một xíu để cho nhiệt độ nó tăng lên. Đây, bây giờ nhiệt độ đã tăng lên 37,5 và đèn nó đã tắt. À, mình lưu ý với các bạn nha, nói với máy áp trứng tay á, đảo tay á, thì các bạn khỏi khoét khoét cái cửa này cũng được ha. Cái cửa này dùng để cho máy tự động. Lần sau mình sẽ quay cái video máy tự động. Mình chỉ dỡ cái nắp này ra mình đảo trứng là được rồi. Bây giờ mình sẽ chờ cái nhiệt độ cho nó hạ xuống để cho nó sáng đèn trở lại. À, đến 37 độ thì nhiệt độ nó đã sáng trở lại ha. À, đèn nó đã sáng trở lại. Đó là do mình chỉnh sai số nó 0,5. Còn nếu các bạn muốn chỉnh sai số thấp hơn cũng được, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình thì sai số là 0,5 là bo mình sẽ chỉnh sẵn cái sai số đó cho các bạn nha. Do thời tiết hiện tại là đang trời đang chuyển mưa nên khi mình dỡ cái nắp thùng này ra là nhiệt độ nó hạ nhanh quá. Bây giờ phải chờ nhiệt độ nó tăng lên lại. Nó đã được là 37 độ rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng một cái nhiệt kế điện tử để mình test nha. Mình đẩy chút xíu cho cái nhiệt kế nó thích nghi với cái thùng. Mình đã bỏ nó vô trong rồi đó. Bây giờ là 36,9. Mình hí coi bên trong nó được bao nhiêu rồi.
bên trong nó là 34,6. Thôi giờ mình vừa mới luyện nó vô, mình sẽ chờ một chút nha. Mình sẽ chờ cho cái đợt đèn này nó sáng trở lại lần nữa, thì cái nhiệt độ của, để mình kiểm tra xem cái nhiệt độ của cái nhiệt kế điện tử và cái mạch này nó có giống nhau không. Rồi, 37 đâu, đèn nó đã sáng lại ha. Bây giờ mình sẽ mở cái nhiệt kế lại. Cái nhiệt kế nó đã tắt rồi. Nhiệt kế điện tử này nó sẽ tự nó tắt. Đây chúng ta đang có là 37 độ. Ở bên trong nó sẽ là 37 độ luôn nha các bạn. Giống y ha, 37 độ 0. 37 bên ngoài là 37 độ 2. À, bên trong là 37 độ 3. Nhiệt độ hoàn toàn chính xác ha, nó lên là 37 độ 4. Rồi nó tắt đèn luôn rồi, là mình ra bên đây là 37 độ 5 luôn. Như vậy là nhiệt độ của cái bộ máy áp trứng này hoàn toàn chuẩn. Đó, nhiệt độ nó báo là chốt lại, nó chốt lại luôn rồi đó, nó sẽ kêu tít tít là mình sẽ lấy nó ra. Đây nó sẽ khóa nhiệt độ luôn rồi, chốt lại cái nhiệt độ nó là 37,4 độ ha. Rồi mình sẽ kết thúc cái bài test cái máy áp, cái bộ máy áp trứng mà do shop mình tự ráp sẵn cho các bạn luôn, và test cái nhiệt độ của nó với nhiệt kế điện tử. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video lần sau ha. Video lần sau mình sẽ test cái bộ đảo trứng tự động. Đây là bộ bộ tay. Chào các bạn nhớ chia sẻ video và đăng ký kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.